lại những cuộc tình đã qua của nam thần Lưu Khải Uy, trước khi trở thành ông xã của Dương Mịch, Lưu Khải Uy đã có không ít các cuộc tình. Vài năm trở lại đây, khán giả mới biết đến nhiều Lưu Khải Uy và ưu ái dành tặng cho anh biệt hiệu nam thần. Nam nghệ sĩ đang ở giai đoạn vàng son của sự nghiệp và cuộc đời. Đường công danh sáng rạng, tình yêu ngọt ngào, gia đình hạnh phúc với Dương Mịch, cô con gái bé bỏng tiểu gạo nếp. Không nhiều người biết rằng Lưu Khải Uy đã có một khoảng thời gian dài loay hoay tìm lối đi cho mình và cũng từng trải qua không ít những mối tình giang dở. Quảng Văn Tuân Lưu Khải Uy gia nhập làng giải trí từ đầu những năm 90 và từng đảm nhận rất nhiều các vai phụ, thứ 9 trên màn ảnh nhỏ TVB. Anh từng chiếm được cảm tình của khán giả khi tham gia phim chân tình, nghiện nặng tình thâm. Trong phim, anh có mối tình với vai diễn do nữ diễn viên Quảng Văn Tuân thể hiện. Cả hai không chỉ xứng đôi trên màn ảnh mà còn rất đẹp đôi ngoài đời, theo kiểu chàng thư sinh nho nhã, nàng dịu dàng, dễ dị thương. Tuy nhiên lúc đó cả hai đều là người mới, được TVB chọn đệ lăng xê theo trường phái thân tượng nên cần phải giữ hình ảnh trong sáng ngọt ngào. Do đó cả hai đã quyết định bí mật hẹn hò. Dù vậy tuổi đời còn trẻ và sự nghiệp nhiều áp lực, mối tình này đã không kéo dài được bao lâu. Liêu Bích Nhi Lưu Khải Uy lần đầu chạm mặt Liêu Bích Nhi, nàng hoa hậu diễn viên TVB vào khoảng năm 2002 khi cả hai cùng tham gia đóng phim Giai đại hoan hỷ. Dù không diễn cập nhưng sớm tối gặp nhau trên phim trường đã khiến cả hai nảy sinh tình cảm. Không chính thức công khai nhưng hai bên gia đình đều đã đi lại. Bố mẹ Liễu Bích Nhi dành nhiều lời khen cho chàng đệ tương lai, Lưu Khải Uy và phụ huynh của nhà trai diễn viên Lưu Đan cũng tỏ ra ưng ý với nàng dâu này. Dù vậy, cả hai chấm dứt tình cảm vào năm 2005 và có nguồn tin cho rằng Liễu Bích Nhi chia tay Lưu Khải Uy để đến với Trần Hào, gương mặt lúc đó nổi tiếng hơn rất nhiều so với Lưu Khải Uy. Sau khi chia tay Lưu Bích Nhi cũng vào năm 2005, Lưu Khải Uy chuyển hướng qua đại lục phát triển và dốc toàn lực vào sự nghiệp. Như vậy, khán giả vẫn bắt gặp anh đi lại cùng Ri Chin Nhan, một cựu người mẫu tại Hồng Kông. Mối quan hệ này khá thầm lặng và cũng không kéo dài bởi khoảng thời gian này. Lưu Khải Uy chủ yếu sinh sống tại Trung Quốc đại lục. Năm 2010, Lưu Khải Uy gặp Lưu Đình Vũ trên phim trường của phim Người mẹ đơn thân. Có tin cho rằng hai diễn viên này đã phim dạ tình thật. Dù không thừa nhận nhưng người ta vẫn bắt gặp cặp đôi này thân mật cùng nhau dạo phố, dùng cơm. Dù vậy mối tình này cũng không kéo dài. Theo nhiều nguồn tin, nguyên nhân là do Lưu Khải Uy thường vướng vào những thị phi tình cảm với bản diện. Dù hiểu rõ số biết, nhưng Lưu đình vụ không tránh khỏi cảm giác thiếu an toàn và mệt mỏi khi yêu nhau. Sau này thông qua người đại diện, cả hai chính thức lên tiếng phủ nhận chuyện tình cảm. Nhưng nhiều người lại cho rằng, nếu không thực sự có tình ý với nhau và có những khúc mắc Hai nghệ sĩ này đã không cần phải công khai phủ nhận mọi chuyện như vậy. Bởi trong làng giải trí, nếu thực sự chỉ là tin đồn với những câu chuyện tình cảm mông lung thì không cần quá bận tâm. Bởi song sau sâu sóng trước, tin nóng này rồi cũng nhanh chóng, bị tin giật gân kia vượt mặt. Càng bận lòng, càng phủ nhận, càng chứng tỏ thị phi là thật. Mạ Á Thư Năm 2010, Lưu Khải Uy còn xảy ra scandal với Mạ Á Thư, lúc đó vẫn là vợ của nam diễn viên Ngô Kỳ Long. Sau khi hợp tác với Lưu Khải Uy trong phim, hoán tử Thánh Long đã xảy ra chuyện phim dạ tình thật. Thậm chí có nguồn tin còn cho rằng Lưu Khải Uy chính là kẻ thứ ba khiến hôn nhân của Ngô Kỳ Long mà Á à Thư đi đến hồi kết. Tin đồn nghiêm trọng đến nỗi Lưu Khải Uy phải ngay lập tức thông qua công ty quản lý khẳng định sự trong sạch của mình. Bên cạnh đó chuyện tình cảm của anh với Lưu Đình Vụ cũng phần nào giúp xóa đi những tin đồn thất thiệt này. Dương Mịch Năm 2011, Lưu Khải Uy gặp Dương Mịch trên phim trường bộ phim Như Ý và ngay lập tức cặp đôi này bị cho là phim giả tình thật. Dù vậy phải đến năm 2012, cả hai mới thừa nhận chuyện tình cảm, chuyện tình chân lệch 12 năm tuổi trở thành câu chuyện nóng nhất là giải trí hoa ngữ với nhiều luồng dư luận, kẻ phản đối, người ủng hộ. Nhưng cuối cùng sau gần 20 năm gia nhập làng giải trí, chạy qua nhiều mối tình thật giả, Lưu Khải Uy đã thực sự tìm được một nửa của mình. Tháng 1 năm 2014, anh cùng Dương Mịch chính thức kết hôn trong một hôn lễ lãng mạn tại Bali. Tháng 8 năm 2014, Lưu Khải Uy hạnh phúc lên chức làm cha của một bé gái. Giờ đây, Lưu Khải Uy, Dương Mịch vẫn được coi là một trong những cặp đôi mẫu mực và đáng ngưỡng mộ của làng giải trí hoa ngự.